không phải ai ai dùng kem dưỡng Lisa Pai nào cũng hợp với làn da, và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về những công dụng tuyệt vời của kem dưỡng Lisa Pai chính hãng, mà bạn không thể bỏ qua, nhưng mà bạn phải nhớ lý do mua hàng chính hãng nhé, để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong kem dưỡng Lizapai có hàm lượng ở mức cho phép đồng thời kem dưỡng Lisa pie chính hãng nổi tiếng với bảng thành phần có chứa berry và hóc môn được chiết xuất từ thảo dược giúp điều chế các nhân tố làm da trắng hồng tự nhiên, đánh tan và loại bỏ các đốm đen, tàn nhang bấm sâu trong da. Ngoài ra, kem dưỡng Lisa pie chính hãng còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, tăng quá trình sản sinh collagen, giúp giảm nhăn da hiệu quả. Hơn nữa, điểm nổi bật của em này là giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài, ngăn ngừa kích ứng da và kiểm soát dầu thừa hiệu quả. Và đặc biệt là em này giúp giảm mụn nữa nhé. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả, thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền rồi, thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay da bị kích ứng không đâu. Nên chính vì vậy, bạn cần phải tìm và mua đúng hàng chính hãng mà dùng nhé. Kem dưỡng ly da hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem dưỡng Lisa Pai hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.